Xin chào anh em. Bên cạnh mình đây là một chiếc laptop gaming rất lạ mà khi anh em nhìn vào logo thì chắc cũng không đoán được đây là chiếc laptop nào. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em chiếc Evo Gaming 15. Và nghe cái tên anh em cũng chưa biết đây là laptop đến từ thương hiệu nào. Nhưng nói chung đây là một chiếc laptop gaming có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em game thủ. Với cấu hình cao là Core i7-9750H, GTX 1660Ti 6GB RAM. Ngoài ra chúng ta sẽ thêm 16GB RAM, màn hình 144Hz. Tất cả những trang bị đó trong tầm tiền là dưới 20 triệu đồng. Thì có tin được không? Thì anh em có tin được không thì phải xem hết cái video này thôi, đúng không? Và anh em đừng quên là có thể tham khảo mẫu máy này tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết về link sản phẩm và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và mình khuyên toàn anh em là anh em nên xem đến hết video này đi, vì rất nhiều anh em phải nên quan tâm là trước khi mua mẫu máy này nhá. Vậy thì bắt đầu video thôi. Ở đầu video mình muốn bàn cập đến cái khía cạnh mà khiến cho chiếc máy này nói chung là một khía cạnh mạnh nhất luôn, là phần cấu hình. Với khoảng dưới 20 triệu đồng chúng ta có Core i7-9750H cùng 1660Ti. Mình kiểu đậu xanh thập cẩm tại sao trong tầm tiền 20 triệu mà có một cấu hình mạnh như này. Ngoài ra chúng ta thêm 16GB RAM và định 144Hz. Thì nói chung là với cấu hình này bạn có thể chơi mọi từ game offline, online ở mức setting gọi là cao nhất luôn, không phải lo lắng gì về setting cả. Cái điểm đáng lưu ý nhất mà mình muốn anh em đề cập tới hơn là phần cấu hình. Tại vì cấu hình thì anh em quen mặt quá rồi, chúng ta phải nói là phần vận hành của máy. Vận hành của máy thì mình khá bất ngờ một chiếc máy mà cấu hình ăn sổi như này, nhưng vận hành với CPU hoạt động rất là tốt, hiệu năng rất là cao, các đồ họa cũng hoạt động rất là cao luôn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải đánh đổi là nhiệt năng của máy là rơi vào khoảng 85 độ và 95 độ cho CPU. Cùng với đó là tiếng quạt cũng khá là ồn. Mình để chế độ cả game hay là để turbo ở trong phần mềm của hãng thì họ cũng rất là nóng. Nói chung là với một chiếc laptop gaming giá rẻ thì mình thấy đây là một trong những cái hệ thống tản nhiệt hay là hệ thống vận hành có thể gọi là chấp nhận được. Lý do vì sao mình bảo chấp nhận được tại vì là chiếc máy này có một thiết kế rất là hay. Chiếc máy đây chúng ta sẽ có cân nặng là 1,9kg và độ dày 2cm. Nếu mà trong tầm tiền 20 triệu này bạn chỉ mua được chiếc GF63 của MSI với cân nặng là 1,8 và dày hơn một chút, thì mình thấy đây là một chiếc máy tính laptop gaming mà có tính di động rất là cao trong tầm tiền này. Rất là khó để anh em tìm được một máy nào vừa nhẹ mà mỏng như chiếc máy này luôn. Một điểm cộng. Ngoài ra thì về tổng thể của máy thì làm rất là vuông vức. Ở giữa ở máy chúng ta sẽ có logo Evo. Thực sự với cá nhân mình thấy cái logo này nhìn nó hơi quê và nó chả liên quan gì tên thương hiệu Evo cả. Và nói chung là mình không đánh giá cao về cái logo này. Ở bên trong máy thì mình sẽ để cho anh em xem ở đây. Chúng ta sẽ có viền màn hình mỏng ở ba cạnh. Cùng với đó là viền dưới sẽ hơi dày một chút để đặt webcam và micro thoại. Cùng với đó là mặt chiếu nghỉ tay thì cũng khá nhiều điểm hay đấy. Ở đây có bàn phím RGB thì mình đang tắt đi rồi để tiết kiệm pin. Đây mình gạt cho anh em xem. Đấy, bàn phím RGB 4 vùng. Ngoài ra thì ở phần chiếu nghỉ tay ở trên chúng ta sẽ có nút điều chỉnh hiệu năng này. Cùng với đó là nút nguồn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái đèn báo trạng thái ở đần đây, như là về pin này, hay là về trạng thái của máy, hay là đang khóa máy chẳng hạn. Khá là hay đúng không? Mình thấy là họ cũng khá là tỉ mỉ đấy. Còn về xung quanh máy thì sao? Xung quanh máy thì chúng ta vẫn có 4 khe gió tản nhiệt để tối ưu cho hệ thống tản nhiệt của máy. Ngoài ra thì về cổng kết nối thì cũng rất là đầy đủ luôn. Đến với các cổng kết nối thì bên cạnh phải máy chúng ta sẽ có hai cổng USB-A 3.1, cùng với đó là một khe thẻ SD. Ở đằng sau máy sẽ là nơi đặt hầu hết những cổng kết nối rất là quan trọng, như là cổng nguồn này, cổng USB-C hỗ trợ chuyển dữ liệu, một cổng HDMI và hai cổng mini DisplayPort. Quá dư giả để anh em xuất ra tới 3 cái màn hình luôn, quá tiện. Ở cạnh phải máy thì chúng ta sẽ có thêm một cổng khóa key sinter ở góc, cùng với đó là một cổng RJ45 để anh em cắm dây mạng. Ngoài ra chúng ta có thêm một cổng USB 3.0 nữa và một cổng là cổng tai nghe này và cổng mic này, tiện thực sự luôn, không phải jack combo nhá, quá ngon. Và anh em thì thấy là tổng quan lại là chúng ta có rất nhiều những cổng kết nối khác nhau, từ cổng nguồn hay là nhiều cổng kết nối để anh em xuất ra màn hình rồi, quá nhiều và dư giả luôn. Một chiếc máy mỏng như này mà có nhiều cổng kết nối như vậy thì có lẽ là một điểm cộng rất là lớn. Và đó tất cả gì về cổng kết nối của chiếc Evo Gaming 15. Đó là về bên cạnh của góc máy. Thì ngoài ra chúng ta sẽ có một bản lề là bản lề dạng hai bên, khá là quen thuộc đúng không? Như MSI GF63 hay là TOF XX505 hay là Acer D95 cũng hay dùng cái bản lề này. Nhưng mà bản lề chiếc máy này theo mình đánh giá là chưa được tốt cho lắm, vẫn còn khá là rung rinh. Và khi mình bấm máy thì hay là anh em bật quạt chẳng hạn thì vẫn khá là rung rinh. Mình không đánh giá cao về bản lề này cho lắm, nhưng mà gập mở thì nói chung khá là nhẹ nhàng và tình cảm. Về đáy máy thì được khoét rất là rộng với hệ thống tản nhiệt được show ra cho anh em xem. Ba ống đồng này, hai quạt này, khá là ok. Nói chung là về đáy máy thì nhìn khá là hầm hố đấy. Nhưng mà tổng kết lại với thiết kế chiếc máy này thì có người thích, có người ghét. Với cá nhân mình khá hài lòng với thiết kế chiếc máy này, nhưng mà mình không thích cái logo. Cái logo nhìn quê quá, nhìn xấu, nhìn tàu quá, thực sự luôn.
Ok, về thiết kế của máy thì chắc anh em cũng đã rõ rồi. Còn về màn hình thì sao? Màn hình chiếc máy này cũng là một điểm rất đáng ăn tiền mà mình khá là bất ngờ. Mình nghĩ là màn hình 144Hz chiếc máy này chỉ phổ màu khá thôi thì không phải. Tấm nền của chiếc máy này sử dụng là của LG và độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS cùng phổ màu là 98% sRGB. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có khoảng 76% Adobe RGB, độ sáng là 305 nits và delta E là 1.86. Nói chung về thông số thì đồ họa hay là gaming hay là mọi tác vụ gì, màn hình này theo mình đáp ứng được rất là tốt. Về bàn phím và touchpad của máy thì là một điểm mà mình cũng khá là ưng. Bàn phím RGB 4 vùng, hành trình phím gõ tốt. Bàn phím thì nói chung là mình không muốn đề cập nhiều, mình muốn đề cập cái touchpad thôi. Touchpad của máy thì được bề mặt mịn nhựa thôi, nhưng mà làm rất mịn, rất sướng luôn. Trong tầm tiền khó chiếc máy nào có touchpad ngon như chiếc máy này. Ngoài ra thì anh em có thể tắt mở cách rất là dễ dàng bằng việc là ấn hai nút đây để tắt touchpad đi, khi anh em chơi game thì sẽ tiện hơn trong quá trình sử dụng đúng không? Một điểm cộng nữa, rất là tỉ mỉ chỉnh chu. Loa của máy thì cũng cho âm lượng tốt, chất âm rõ ràng, đủ để chơi game, nghe nhạc, giải trí nhẹ nhàng. Nói chung là không đánh giá quá cao. Có một điểm mà mình muốn lưu ý cho anh em là thời lượng pin của máy đi. Thời lượng pin của máy khi mình để được mắc độ sáng và mình chơi khoảng một game cờ của Liên Minh với cả ngồi lướt web Facebook thì được khoảng 1 tiếng 15 phút đến 1 tiếng rưỡi. Nói chung là thời lượng pin thì mình đánh giá là ở mức tạm đủ chấp nhận được. Và đó là những điểm mà theo mình là ăn tiền trên chiếc máy này, đặc biệt về cấu hình, về giá thành, về màn hình cực kỳ tốt mà trong tầm tiền này khó để chúng ta tìm được ở mẫu máy nào khác, đúng không? Nhưng mà tất nhiên để hy sinh cho một giá thành thì chúng ta sẽ phải nói đến những điểm là chưa ăn tiền trên chiếc máy này nhá. Đầu tiên là về SSD. Mình khá bất ngờ là SSD của máy là một thương hiệu khá là vô danh là Bwin. Và điểm đáng chê của SSD này là tốc độ của chiếc máy SSD này thì khoảng là 512 MB/s, cả đọc cả ghi, khá là chậm. Ngoài ra thì SSD có nhiệt độ hoạt động khá là cao, khoảng 70 độ C khi mình ngồi lướt web thôi, mình lướt Chrome thôi mà cũng lên tới 62 đến 70 độ C thì mình cũng khá là bất ngờ. Thế nên là anh em cũng hoàn toàn nên thay cho mình SSD loại của Samsung hay là của Intel sẽ hợp lý hơn đấy. Cái SSD này thì mình thấy là trong thời gian dài sử dụng sẽ không ổn đâu. Nhiệt độ hơi cao mà. Ngoài ra thì về khả năng nâng cấp của máy thì cũng khá là đầy đủ. Chúng ta sẽ có hai khe M2 NVMe hay là hai khe RAM, một khe 2.5. Nói chung là tương đối ok. Điểm thứ hai mà mình chưa thấy ưng lắm trên chiếc máy này là về cái giao diện phần mềm. Thực ra thì giao diện phần mềm chiếc máy này thì nhìn không đến nỗi nào, nhưng mà anh em có thể thấy đấy, trông không được hiện đại cho lắm. Mình đánh giá cao những cái phần mềm của hãng Acer hơn chẳng hạn, mình thấy khá là đẹp và trực quan. Hay là của Alienware, mình thấy rất là đẹp. Còn phần mềm đây thì thực ra tính năng thì rất là đầy đủ, nhưng mà giao diện thì trông hơi hơi cổ một chút đấy. Điểm thứ ba mình muốn nói ở đây là về chất lượng thiện. Với một chiếc laptop gaming giá rẻ và trên chiếc máy này thì được làm bằng kim loại nhé. Mặt lưng chúng ta sẽ có kim loại, hoàn thiện rất là sần, tốt. Mặt chống hình tay chúng ta sẽ được làm kim loại, sần, tốt. Và được trang bị cái lớp là cao su non. Và nếu anh em đã sở hữu chiếc Lenovo i540 thì cái lớp phủ này nó y hệt luôn. Và nó dẫn đến một vấn đề là đặt tay lên thì rất là êm ái, rất là mềm mại. Nhưng mà ai ra mối với tay nhiều như mình thì rất là dễ để lại mối vân tay, đúng không? Ok. Và ngoài ra thì về cái độ cứng cáp của chiếc máy này thì mình cũng chưa đánh giá là mức quá tốt trong tầm tiền. Về độ cứng cáp thì mình theo thấy là khoảng 8 trên 10 điểm ở trong mức giá. Còn về cái độ hoàn hảo mà mình cần sẽ là khoảng 6 trên 10. Một điểm trừ cho bản lề mà. Đấy, anh em thấy không? Bản lề hơi yếu một chút nhỉ. Nhưng mà thôi, không vấn đề gì. Nói chung là không quá ảnh hưởng đến trải nghiệm thì mình cũng không quá là lăn tăn đâu. Điểm thứ tư mà mình muốn nói là từ nãy giờ chúng ta ngồi kể về chiếc máy này rồi, rất là nhiều tính năng xịn, giá tiền tốt. Vậy thì đến từ một thương hiệu nào? Nếu anh em bảo đây là một chiếc máy Trung Quốc thì mình cũng đồng ý đây là một chiếc máy Trung Quốc. Nhưng mà thương hiệu của chiếc máy này thì lại không phải của Trung Quốc. Đây là chiếc Evo Gaming 15. Đây là một dòng sản phẩm của đại lý bán lẻ Walmart nổi tiếng bên Mỹ. Và chắc là rất nhiều anh em quan tâm và rất là nhiều anh em biết rồi về chiếc máy này. Và chiếc máy này được sản xuất bởi công ty thứ ba là công ty Tongfan. Tongfan là công ty của Trung Quốc và rất nổi tiếng để sản xuất ra những sản phẩm laptop nói chung rồi ở bên Mỹ rất là nhiều. Và Walmart họ chỉ có một công việc duy nhất là họ yêu cầu cho Tongfan làm ra chiếc laptop theo ý mình và mang về đóng logo vào và bán ở ngoài thị trường thôi. Có lẽ là về nguồn gốc xuất xứ thì anh em có thể thấy được là với một thương hiệu mới xuất hiện khoảng 2-3 năm thì chiếc máy này chắc là phải cần thêm một vài thời gian nữa để chúng ta kiểm chứng được xem là độ bền chiếc máy này ra sao hay là về những cái khác của chiếc máy này như nào, đúng không? Một thương hiệu mới mà chúng ta cũng phải chấp nhận một chút rủi ro. Nhưng mà trong giá tiền này mà các bạn có i7 9750H 1660T, khả năng vận hành theo mình đánh giá là tương đối tốt.
và vừa mỏng nhẹ nữa, và đến từ một nhà đại lý bán lẻ lớn như là Walmart, thì mình nghĩ là chiếc máy này vẫn khá đáng để anh em cân nhắc trong tầm tiền là dưới 20 triệu đồng. Và các bạn có thể tham khảo mẫu máy này tại cửa hàng Lotto Z với mã giảm giá AZ300. Về link sản phẩm và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và nếu anh em thấy video này hữu ích thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel Lotto Z nhé. Và bây giờ xin chào anh em, hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Và mình thấy chiếc máy này là một trong những chiếc máy mà mình ưng nhất trong tầm tiền này luôn. Mỏng nhẹ, hiệu năng cao, cấu hình tốt, màn hình 144Hz, phổ màu đẹp, cái gì tốt luôn. Thôi nhá, bây giờ mình cầm máy đi học đây, mình rất là ưng chiếc máy này. Bye.